khác với những cái loại hình mà đầu tư khác, cái tính minh bạch của quỹ mở thì nó rất là cao. Ở những cái thời điểm thị trường nó xuống thì mình phải giữ bình tĩnh, đánh giá coi là những cái yếu tố đó nó có thay đổi những cái yếu tố nền tảng cơ bản của thị trường trong chung và dài hạn hay không. Chúng ta nên dành thời gian để làm những cái việc khác, tại vì đó là cái lý do chính mình ủy thác cho một cái người khác làm giùm cho mình. Cái việc mà đầu tư tích lũy tài chính đó, nó là một cái công việc đường dài chứ nó không phải là một cái hành trình chạy nước rút. Chào mừng bạn trở lại với Quỹ Mở 101, chuỗi podcast từ Dragon Capital Việt Nam, nơi các chuyên gia sẽ giúp bạn trở nên tự tin hơn trên hành trình đầu tư của chính mình. Trong tập ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chương trình anh Nguyễn Sang Lộc, là người trực tiếp điều hành các quỹ đầu tư của Dragon Capital Việt Nam. Anh Lộc sẽ chia sẻ những thông tin quan trọng về vai trò của các nhà quản lý quỹ, cách họ đưa ra quyết định đầu tư, quy trình mua bán chứng chỉ quỹ, ý nghĩa của một số thuật ngữ như NAV, cũng như những rủi ro tiềm tàng mà các nhà đầu tư cần lưu ý. Anh Lộc ơi, Quyền rất vui mừng được chào đón anh đến với Quỹ Mở 101 ngày hôm nay. Cảm ơn Quyền và xin chào các khán giả đã dành thời gian nghe cái chương trình podcast do Dragon Capital tổ chức. Thì tôi là Nguyễn Sang Lộc, là đang là giám đốc điều hành cái quỹ mở DCD, một cái quỹ mở cổ tức đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Và bên cạnh đó tôi cũng đang quản lý là ba cái quỹ hưu trí tự nguyện cũng do Dragon Capital là quản lý. Dạ vâng. Với profile rất là khủng của mình cũng như là Quyên được biết là anh đã có 15 năm chinh chiến trên thị trường đầu tư này, thì anh có thể chia sẻ thêm cho Quyên cũng như là các nhà đầu tư được biết là vai trò của một nhà quản lý quỹ là như thế nào được không ạ? Cái vai trò của cái người quản lý quỹ là sẽ thực hiện chiến lược đầu tư mà được các nhà đầu tư ủy thác trong cái điều lệ của quỹ. Thì trong đó là cái việc mình sẽ thực hiện cái chiến lược mà nhà đầu tư đã quy định với mình trước đó, thì mình sẽ phải làm như thế nào để mình tối ưu hóa nhất cái lợi nhuận của quỹ. Vâng. Vậy thì trong suốt 15 năm qua ở một cương vị là nhà quản lý quỹ, thì anh có sử dụng bí kíp hay là cái phương thức nào để mỗi lần mình ra quyết định đầu tư và xây dựng chiến lược cho quỹ được hiệu quả được không ạ? Thật ra thì nó cũng không có cái gì là cái bí kíp gì đâu. Chẳng qua là mình chỉ là bám sát theo cái chiến lược mà được nhà đầu tư ủy thác thôi. Ví dụ như Lộc nói cụ thể giống như là cái quỹ DCD mà Lộc đang quản lý đi, thì đây là một cái quỹ là chia cổ tức đúng không ạ? Thì do đó thì Lộc sẽ tìm kiếm, Lộc sẽ lựa chọn những cái công ty niêm yết trên sàn giao dịch hiện nay, những cái công ty nào chia cổ tức và nó có kết quả kinh doanh tốt, ổn định thì mình sẽ đầu tư vào những cái công ty đó. Tại vì cái chiến lược đầu tư của mình là mình sẽ phải chia trả cổ tức cho nhà đầu tư của mình mà. Do đó thì mình phải đầu tư những cái công ty nào nó chia cổ tức thì mình mới có cái nguồn, đúng không ạ? Và bên cạnh cái nguồn đó thì mình còn có cái sự tăng trưởng về vốn và tài sản của quỹ. Thì mình sẽ lấy cái nguồn đó kết hợp lại, mình trả cổ tức cho những nhà đầu tư của mình. Cái việc mà lựa chọn đầu tư mua bán thì nó cũng phải bám sát những cái chiến lược đầu tư đó thôi. Dạ vâng, Quyên cũng có nghe anh chia sẻ là các nhà đầu tư của quỹ sẽ ủy thác cho anh để anh ra cái quyết định đầu tư của quỹ mình đúng không ạ? Vậy thì Quyên được biết là với hơn 30.000 nhà đầu tư và em cũng là một trong những người có quyền được ủy thác cho anh như vậy, thì em có thể ủy thác cho anh như thế nào, bằng cách nào, làm thế nào để em có thể tham gia cũng như ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của quỹ ạ? Thì nếu như mà mình ủy thác, mình xác định là mình ủy thác tiền cho quỹ thì Quyên chỉ việc là vào cái app DragonX của mình rồi mình đặt cái lệnh mua đó, thì tiền mình sẽ chuyển từ cái tài khoản ngân hàng của mình vào cái tài khoản ngân hàng của quỹ do ngân hàng giám sát hoặc quản lý, thì như vậy là mình đã tham gia đầu tư vào. Dạ vâng. Vậy thì có thể hiểu một cách đơn giản đó là cái việc ủy thác của các nhà đầu tư trong cái hệ sinh thái của quỹ chỉ bằng một thao tác là chúng ta download cái app DragonX, sau đó là nhấn các nút đồng ý trên app là bọn em đã có thể truyền tải những thông tin những cái ủy thác chính thức từ phía các nhà đầu tư đến cho các nhà quản lý quỹ như anh đúng không ạ? Vâng, bên cạnh đó thì em cũng luôn luôn biết là đi kèm với lợi nhuận của đầu tư đó chính là rủi ro. Anh có thể chia sẻ thêm cho em cũng như là các nhà đầu tư mới khi bước chân vào thị trường đầu tư chứng chỉ quỹ này được biết là những cái rủi ro nào mà các nhà đầu tư cần phải lưu ý và biết trước khi xuống tiền hoặc là trước khi tìm hiểu rõ ràng hơn về một sản phẩm gọi là chứng chỉ quỹ không ạ? Thì cái sản phẩm mà quỹ mở thì nó cũng là một cái sản phẩm tài chính cũng tương đối mới mẻ trong thời gian 5-7 năm gần đây mà được nhiều người biết tới. Thì khác với những cái loại hình mà đầu tư khác thì cái tính minh bạch của quỹ mở thì nó rất là cao. Tại vì khi mà nhà đầu tư họ mua quỹ mở, chuyển tiền vào, tiền này là một cái tài khoản của cái quỹ do một cái ngân hàng giám sát họ đứng ra họ quản lý
Do đó nó khác với những cái kênh mà huy động vốn ở trên thị trường hiện nay á, là nhà đầu tư sẽ không có bị lo lắng về cái khả năng cái rủi ro mà quỹ bị mất vốn, tại vì đây là một cái tài khoản độc lập, khác với tài khoản của ngân hàng, của công ty quản lý quỹ, và được ngân hàng giám sát họ quản lý. Do đó độc lập tài chính á, mình thấy là nó không có cái rủi ro mất vốn so với những cái kênh huy động khác. Nhưng mà cái rủi ro ở đây á, nhà đầu tư thường thấy á, nó là cái rủi ro mang tính thị trường nhiều hơn. Có nghĩa là khi mà chúng ta xác định chúng ta đầu tư vào một cái quỹ cổ phiếu đi chẳng hạn, thì do cái biến động của cái thị trường cổ phiếu nó lớn, thì có thể là tạm thời là chúng ta mua hôm nay thì trong vòng 1-2 tháng sau cái giá trị chứng chỉ quỹ nó giảm đi, thì chúng ta cái đó gọi là cái rủi ro thị trường, nó làm giảm cái giá trị chứng chỉ quỹ của chúng ta, thì cái đó là điều kiện thị trường rồi, mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà cái Lộc muốn nói đây là tuy đây là một cái sản phẩm đầu tư tài chính mới, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng, tại vì do được pháp luật quản lý, do cái cơ quan nó là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý những cái hoạt động của những cái quỹ mở này, do đó là chúng ta hoàn toàn thấy yên tâm về cái sự an toàn của nó. Dạ vâng. Với cái sự minh bạch mà anh Lộc vừa cái chia sẻ thì cũng có một cái câu hỏi nhỏ thôi, chẳng hạn như là ba mẹ em là một người rất là cẩn trọng trong việc xuống tiền khi đầu tư bất kỳ một cái sản phẩm đầu tư nào, thậm chí kể cả bất động sản. Vậy thì làm như thế nào để mà với ở một cương vị là một nhà quản lý quỹ, anh có thể thuyết phục những cái khách hàng hay những cái nhà đầu tư mới khó tính, thận trọng để họ có thể tìm hiểu và sau đó là tham gia với sản phẩm chứng chỉ quỹ của Dragon Capital? Đa số những cái nhà đầu tư mà lớn tuổi đó, khi mà mình nói về cái sản phẩm chứng chỉ quỹ thì đa số là họ cũng chưa có biết về cái sản phẩm này. Tại vì trước giờ những cái nhà đầu tư lớn tuổi họ chỉ thường thường là quan tâm những cái kênh đầu tư truyền thống như là tiền gửi thôi. Tại vì họ nghĩ là gửi vào đó thì nó an toàn, nó không bị mất vốn. Bên cạnh đó thì những cái sản phẩm quỹ mở hiện nay nó cũng rất là đa dạng. Nó không chỉ có quỹ cổ phiếu không, mà hiện nay Dragon Capital cũng có hai cái quỹ trái phiếu. Thì về cái mức độ biến động nó thì nó ít hơn quỹ cổ phiếu và nó cũng chịu rủi ro thị trường, nhưng mà cái độ an toàn nó cao hơn. Thì những cái nhà đầu tư lớn tuổi thì có thể tìm kiếm đến những cái sản phẩm, những cái quỹ này mang cái tính ổn định cao hơn. Tùy theo cái độ tuổi mà chúng ta có những cái sản phẩm nó phù hợp để chúng ta giới thiệu cho những cái nhà đầu tư đó. Khi mà theo dõi những thông tin liên quan đến quỹ thì em có được biết là bên cạnh những cái danh mục về sản phẩm chẳng hạn như là quỹ cổ phiếu chẳng hạn, thì những cái mã cổ phiếu mà quỹ đầu tư này hay là danh mục trái phiếu, thì bên cạnh đó thì còn có một cái thông tin em hay đọc ở trên các báo cáo của quỹ, đó chính là giá trị NAV. Cái thông tin này nó rất là công khai và thường được biết đến khi mà mình tìm hiểu về sản phẩm chứng chỉ quỹ. Vậy thì anh có thể giải thích rõ hơn giá NAV là gì không ạ? Vì thuật ngữ này thực sự là cũng còn khá là mới, không chỉ với em mà còn rất là nhiều nhà đầu tư nữa. Thì nó khi mà mình mua một cái sản phẩm, một cái món đồ gì nữa, mình phải có cái giá của nó đúng không ạ? Thì cái NAV này nó là cái giá trị tài sản ròng, có thể là của cả quỹ hoặc là nó trên một chứng chỉ quỹ. Thì để giúp cho nhà đầu tư họ xác định được những cái số liệu này là sẽ do ngân hàng giám sát họ sẽ định kỳ họ tính toán hàng ngày đối với cái quỹ DCDS cũng như quỹ DCD. Thì cái giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ vậy là một cái cơ sở để nhà đầu tư căn cứ vào đó họ sẽ mua và bán tại mức giá đó. Thì giá trị tài sản ròng là nó sẽ là tổng tài sản của quỹ trừ đi những cái chi phí liên quan, chẳng hạn như là phí quản lý hay là phí kiểm toán, những cái nói chung là những cái chi phí vận hành cái quỹ đó. Sau khi mà trừ tất cả ra rồi thì sẽ ra là giá trị tài sản ròng. Và khi mà mình lấy tổng số tiền đó của cả quỹ mình chia cho số chứng chỉ quỹ đang lưu hành, nó sẽ ra là giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ. Thì cái đó là cái cơ sở để nhà đầu tư họ tính họ quyết định họ mua và họ bán. Số này sẽ được ngân hàng giám sát định kỳ hàng ngày để sẽ công bố sau khi tính toán sổ sách của quỹ mỗi ngày, thì sẽ làm cái đó là cái tham chiếu để cho nhà đầu tư quyết định. À dạ vâng, vậy thì là cái giá này sẽ là giá hàng ngày được đưa ra và cung cấp cho nhà đầu tư để các nhà đầu tư có thể theo dõi ngày qua ngày và biết được tình hình hoạt động của cái sản phẩm chứng chỉ quỹ cũng như là tình hoạt động của quỹ của mình đúng không anh? Đúng rồi, thì mình còn dựa vào cái đó và mình có kết hợp thêm trong một cái thời gian nào đó mình sẽ biết được cái hiệu suất đầu tư của quỹ. Chẳng hạn như là hôm nay mình mua với cái giá này thì 3 đến 4 tháng sau chẳng hạn mình coi lại cái giá tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ nó là bao nhiêu, thì từ đó mình biết được là cái lợi nhuận trong cái kỳ đó của mình là bao nhiêu. Vậy thì nếu như một nhà đầu tư mà họ quan sát cái giá NAV hàng ngày này, họ cảm thấy ở một cái ngưỡng nào đó, một cái giá trị nào đó của ngày hôm đó họ cảm thấy không an tâm và họ có thể bán ra ngay trong ngày đó,
thì họ có thể xử lý ngay trong ngày không, hay là họ phải đợi đến ngày hôm sau để có thể nhận được tất toán tất cả cái phần tiền đầu tư của nhà đầu tư? Thì thông thường theo cái lịch mà mua bán thì chẳng hạn như là nếu mà họ đặt lệnh trước 14:30 ngày hôm nay thì nó sẽ là khớp lệnh vào ngày hôm sau. Thì tại vì nó cuối ngày mình mới biết được là giá trị của những cái cổ phiếu trong cái danh mục của quỹ nó là bao nhiêu, thì mình mới tính toán, thì ngân hàng chính xác họ mới căn cứ vào đó để họ tính toán được coi là giá trị tài sản ròng của quỹ tại ngày hôm nay là bao nhiêu. Thì thường thường ngân hàng chính xác họ sẽ sau khi tính xong, trong tối hôm đó họ tính xong thì sáng hôm sau họ sẽ công bố cái kết quả là tài sản ròng, giá trị tài sản ròng trên một chiến chỉ quỹ. Thì mình sẽ lấy cái khớp lệnh cái giá của ngày hôm sáng hôm sau, ngày hôm sáng công bố đó là cái giá của ngày hôm nay. Và nói thì nó hơi khó hình dung đúng không ạ? Tại vì mình phải đợi kết quả ngày hôm nay đóng cửa xong rồi mình mới tính được. Thì họ ngân hàng sát nó phải có thời gian họ tính, thì qua ngân sát làm sao thì họ mới có được cái số đó họ công bố cho mình và sẽ thanh toán. Nếu mà khách hàng đặt đặt lệnh bán hoặc mua thì sẽ căn cứ vào cái giá ngày hôm sau đó để mà khớp lệnh. Vâng. Trong 15 năm điều hành và quản lý quỹ vừa qua thì có những cái giai đoạn nào, những kỷ niệm nào đáng nhớ mà chẳng hạn như là quỹ cái giá trị NAV hàng ngày nó sụt giảm nhiều quá, dẫn đến là rất nhiều nhà đầu tư và cộng đồng, em nói chung là cộng đồng nhà đầu tư đi, họ rất là hoang mang, thì ở những cái thời điểm khó khăn như vậy thì anh Lộc đã xử lý và điều hành quỹ của mình như thế nào ạ? Trong vòng 10 năm gần qua vừa qua đó thì nó thị trường nó tài chính nó cũng có nhiều cái biến động, lúc mà nó xuống thì nó xuống cũng ác, nó lên thì lên cũng bạo. Thì quan trọng nhất là ở những cái thời điểm thị trường nó xuống thì mình phải giữ bình tĩnh, mình đánh giá coi là những cái yếu tố đó nó có thay đổi những cái yếu tố nền tảng cơ bản của thị trường trong trung và dài hạn hay không. Thì nếu như mà nó chỉ là những cái gì nó ngắn hạn, nó tính nhất thời thì mình vẫn có thể là mình cơ cấu lại một chút xíu để nó phù hợp điều kiện mới. Còn nếu như mà nó là thay đổi mang tính dài hạn phức tạp hơn thì mình buộc là mình phải nghĩ đến cái chuyện là mình phải nâng tỷ lệ tiền mặt lên bao nhiêu để mình bảo đảm cho cái sự ổn định cái an toàn của cái danh mục của mình. Dạ vâng, em nghe anh có chia sẻ thì là chắc phong thái quản lý quỹ của anh Lộc luôn luôn hướng đến cái sự an toàn và đảm bảo tối thiểu cái sự rủi ro cho nhà đầu tư, phải không ạ? Thì bên cạnh đó thì cái việc theo dõi NAV hàng ngày thì anh có khuyên hay là có chia sẻ nào thêm dành cho các nhà đầu tư mới như chúng em để tìm hiểu thêm về chứng chỉ quỹ, bên cạnh việc mình cứ phải chăm chăm theo dõi chỉ có giá trị NAV không thôi không? Thì đối với những cái nhà và những nhà đầu tư mà đã ủy thác tiền cho quỹ rồi đó thì đầu tiên là chúng ta nên dành thời gian để làm những cái việc khác. Tại vì đó là cái lý do chính đầu tiên là mình ủy thác cho một cái người khác làm giùm cho mình, đúng không ạ? Tại vì mình không có thời gian, hoặc là mình vẫn hoặc là do mình chưa có kiến thức đầy đủ để mình tự mình làm những cái chuyện đó. Thì khi mình đã ủy thác rồi á thì mình nên tin tưởng cái người mà mình ủy thác. Có những cái thời điểm khi mà thị trường lên xuống thì những cái người điều hành quỹ họ cũng sẽ cơ cấu lại danh mục để nó phù hợp với cái điều kiện thị trường mới. Do đó là mình khi mà mình đã ủy thác rồi thì mình cứ giao tiền cho họ để mình dành thời gian mình làm những cái việc khác mà nó phù hợp với chuyên môn của mình hơn. Vậy thì ngoài cái giá trị NAV thì khi mà tìm hiểu thêm về chứng chỉ quỹ thì còn có những cái thuật ngữ cơ bản nào mà một nhà đầu tư mới thì cần phải nắm được và nên tìm hiểu thêm không anh? Thì bên cạnh cái NAV thì nhà đầu tư thường thường họ quan tâm đến cái hiệu suất đầu tư của quỹ. Tại vì hôm nay mình mua vô tại cái mức giá NAV là bao nhiêu đây? 6 tháng sau, 1 năm sau mình muốn là coi được là cái mức lợi nhuận nó sinh được bao nhiêu. Thì thường thường với những nhà đầu tư mới thì chắc là họ chỉ quan tâm là họ mua tại giá nào và hiện nay cái giá nó như thế nào. Thì những cái thông tin này thì chúng ta ở Dragon là cũng có đưa lên bản tin là hàng ngày hoặc là hàng tháng. Thì mọi người chỉ cần lên website là có thể cập nhật được những cái thông tin liên quan đến hiệu suất đầu tư hoặc là giá trị NAV trên một chứng chỉ quỹ tại thời điểm đó là bao nhiêu. Dạ vâng, với những thông tin mà anh Lộc chia sẻ thì Quyên được biết là với cái tài liệu cũng như thông tin trên website chắc hẳn là sẽ rất là rõ ràng cũng như là rất là đầy đủ để một nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường tìm hiểu về chứng chỉ quỹ, chúng ta có thể tin tưởng hơn vào sản phẩm cũng như là ở cái công ty và những nhà điều hành quản lý quỹ như anh Lộc đây để có thể sẵn sàng xuống tiền và dành thời gian như anh Lộc nói cho những cái việc khác, đúng không ạ? Quay trở lại với cái thời điểm mà anh mới bước chân vào thị trường đầu tư ấy, thì nếu như anh được quay lại quá khứ như vậy, anh có cái lời khuyên nào dành cho bản thân mình không anh? Thì nếu như mà Lộc được quay lại quá khứ thì mình mong muốn là mình có một cái sự kiên nhẫn hơn. Tại vì cái việc mà đầu tư tích lũy tài chính đó, nó là một cái công việc đường dài
chứ nó không phải là một cái công việc, một cái hành trình chạy nước rút. Tại vì chúng ta khi mà ở đây chúng ta còn cái chuyện mà quản lý tài chính nó đi theo chúng ta suốt cả đời, không phải chỉ hôm nay, mà có thể là khi mà về già chúng ta sẽ có những cái mối bận tâm về tài chính khác. Thì do là nó là một cái cuộc đua marathon như vậy, bên cạnh cái việc mà quản lý tài chính như vậy thì chúng ta cứ phải tận hưởng cái cuộc sống của mình hiện tại trước đây đã. Mình coi cái mục tiêu của mình là cái gì, thì để mình dành thời gian những cái điều quan trọng với cuộc sống đối với mình nhiều hơn. Tại vì đến một lúc nào đó thì khi mà chúng ta đạt được cái việc mà mong muốn về tài chính rồi thì cái cuối cùng chúng ta còn lại là chúng ta mong muốn trong cuộc sống này chúng ta có được hạnh phúc hay không, đúng không ạ? Thì nếu như mà chúng ta bây giờ chúng ta có xác định được cái điều đó thì đến lúc mà chúng ta đạt được những cái việc thành công về tài chính rồi thì chúng ta cũng không cảm thấy hạnh phúc. Chắc hẳn là nghe những cái chia sẻ từ nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm như anh Lộc thì em nghĩ là kể cả bản thân em thôi và những cái nhà đầu tư khác sẽ cố gắng để làm sao để bản thân mình cũng dần dần đạt được những cái trải nghiệm tự do về tài chính trong tương lai. Và các bạn ơi, chúng ta hãy ngay từ ngày hôm nay tìm hiểu thêm về chương trình quỹ, và một lần nữa thì Dragon Capital sẽ hỗ trợ các bạn trên hành trình tự tin, tự do đầu tư của chính bản thân bạn. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và cùng với Quyên và anh Lộc tham gia podcast của Quỹ Mở 101 ngày hôm nay nhé.